Thế các em nào cài không được không? Tất cả các em đều cài được hết mà phải không? Tất cả chúng ta đều đã cài được. Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ. Thực ra cái câu cái hướng dẫn, cái file hướng dẫn thì em cũng có thể biết được rồi phải không? Thế thì tất nhiên nói thầy vừa nói đấy, cái MacBook thì cái SE này không xài cho MacBook, mà MacBook là em phải mua, mặc dù cái bản dành cho sư lên nhưng MacBook như là nó bán đấy, nó bán ở trên mạng đấy, đấy và ta phải mua đấy. Như đó thầy đã nói trước về cái vấn đề này ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra Excel đúng không? Đây là mở Excel. Tất nhiên cái Excel này ta mở mới cái Excel ha. Sau đó thì ta double click vào cái file add-in trong cái thư mục mà ta đã giải nén đúng không? Trong thư mục giải nén thì em sẽ thấy một cái file có chữ add-in đó, cái file Excel có chữ add-in. Nhắc lại, còn cái file mà example là cái ví dụ của nó file ra minh họa, vậy cái double click vào cái file này, các em sẽ thấy xuất hiện một cái thông báo của Microsoft về bảo mật đúng không? Bởi vì đây là một macro gắn vào trong Excel, do đó chúng ta enable, chúng ta cho phép nó. Do đó các em thấy trên cái thanh menu này xuất hiện một cái add-in không các em? Đấy, add-in nè, tất cả chúng ta đều thấy thấy xuất hiện nè. Khi ta click vào thì thấy có đi cái quyết định là decision tree, cái license của nó rồi cho cái giáo dục đúng không, dành cho vân vân. Rồi chúng ta sẽ thực hành vẽ nha. Vậy các em hãy mở cái bài tập chương 3 đi. Tiếng bài tập chương 3 như thầy nói các em in ra ha, để khi khi thầy nói chúng ta mở cái, chúng ta mở cái là như vậy. Ta sẽ vẽ thử ha. Đây. Bây giờ ta vẽ thử cho bài 2 nhé. Vậy em thấy bài 2 là cái bài mà lựa chọn thiết bị lúc trước chúng ta đã đề cập rồi đúng không? Và chúng ta đã làm hết rồi, tức là về cái lựa chọn theo cái chỉ tiêu AV nè. Và ta đã tính về cái phân tích độ nhạy, tức là thay đổi quyết định do cái giá trị điều kiện của Euler, hay là của cái sức thay đổi. Rồi bây giờ ta vẽ thử cho quyết định cho cái trường hợp này. Vậy các em thấy đây, đây đây cái quyết định Ctrl Shift D, có nghĩa là ta sẽ dùng một cái hỗn hợp phím đó để hiện lên cái quyết định đúng không? Đây ta Ctrl Shift T, rồi khi em bấm cho hỗn hợp tím này là Ctrl Shift T này, thì em sẽ thấy xuất hiện một cái cây mới.
Ờ, cái Nutri hả? Em đã thấy ra chưa? Em ra được cái này chưa? Nutri chưa? Thầy chỉ sợ nhiều khi thầy làm lẻ quá, em làm không có cái thực hành theo nó không kịp. Được rồi nhỉ? Ra Nutri rồi đúng không? Rồi cái em click vào đây nó sẽ hiện ra cái cây. Như vậy cái quyết định giống như chúng ta nói thì luôn luôn bắt đầu bằng cái nút quyết định là hình vuông hoặc hình chữ nhật. Ở đây về mặt mặc định nó sẽ có hai nhánh, tức là hai cái phương án, cái alternative theo cái phương án đấy à. Nhưng mà rõ ràng trong bài 2 chúng ta có tới ba phương án, có lựa chọn ba thiết bị. Như vậy chúng ta phải thêm một nhánh nữa không, một cái phương án nữa, thì ta thêm một cách nào? Ta click vào trong cái nút quyết định này, các em click vào chưa? Như vậy khi em click vào, các em sẽ thấy nó hiện lên bốn cái chấm tròn nhỏ này, có nghĩa là ta đã chọn cái nút này rồi, và ta bắt đầu click chuột phải. Thầy nhắc lại, click chuột phải vào đây ha. Khi ta chọn vào đây ha, đây qua ngã đó rồi, em chọn và click vào đây. Em xin lỗi, phải click phải. Thầy nói rồi, khi ta chọn vào đây xong, ta nhấn Ctrl Shift T này, cũng có phím này. Ctrl Shift T. Hiện ra cái bảng này chưa thế em? Em thấy hiện ra cái bảng chưa? Cái bảng của Ctrl Shift T này. Đây bây giờ để thầy mở toàn bộ thì khi đó nó mới hiện lên được những cái đó. Đây thầy mở lại nha, vì thầy mở một cửa sổ thì nó không có hiện được ra cái đó. Bây giờ thầy mở toàn bộ nào, như vậy em sẽ thấy là đó. Đây bây giờ các em đã click vào trong cái ô quyết định rồi đúng không? Như vậy em sẽ thấy hiện lên bốn cái chấm tròn, bốn góc này. Đó. Ctrl Shift T cho em. Có thể hiện ra bốn, hiện ra cái bảng này không? Cái bảng mà đó. Ta sẽ thêm vào, thêm vào cái nhánh đó. Như vậy cái bảng này mặc định nó sẽ có thêm một cái nhánh đó. Cái nhánh này chính là cái phương án, vì ta có ba phương án lựa chọn, vì cái ta ok sẽ xuất hiện thêm một cái nhánh. Rồi, em làm tới đây chưa? Thầy hỏi lại các em đã làm tới đây chưa? Đang rồi ạ. Có em nào làm chưa kịp không? Ổn hết rồi phải không? Em đã làm tới đây rồi đúng không? Rồi ta tiếp tục. Như vậy vì các phương án thì phải có cái tên cho nó, ta sẽ điền các cái tên này vào. Phải không? Như vậy ở đây là chỉ số 100 không em? Không? Ở đây là gì? Ology nè. Cuối cùng là gì? T-San phải vậy? Ta đã có ba phương án và ta đã biết là mỗi phương án đều sẽ phải đối diện với hai trạng thái, không có em. Đây.
thị trường tốt và thị trường xấu. Đó. Đấy. Thế thì khi ta click vào cái nút, ta sẽ thấy cái tam giác này là giá trị điều khiển đấy, thì ta cũng control shift. Như vậy đây là tổ hợp kiếm mà ta sử dụng. Làm ra tới đây rồi phải không? Em làm thầy làm lẹ quá thì nói đi thầy, làm chậm rồi nhá. Nhắc lại cho em đã làm tới đây rồi đúng không? Như vậy ở cái nút này nè, nó có hai lựa chọn, tức là đổi qua mặc định, đó là nút quyết định thì ta nó đổi qua nút trạng thái đúng không? Có gì đây là trạng thái. Cho nên nó đổi qua đó rồi đúng không? Và thấy là về trạng thái thì mặc định nó cũng có hai nhánh, tức là hai trạng thái. Thì nếu với bài có ba nhánh thì ta chuyển qua cái ba, rồi kia ta ok, đây nó sẽ vẽ cho ta hai cái trạng thái và mặc định, nó cũng là đồng xác suất giống như trong ví dụ của tân sinh của ta là 0,5 và 0,5. Tất nhiên cái quyết định người ta đang đề cập tới cái môi trường có rủi ro, tức là xác suất đó không? Và ta phải đánh tên của các trạng thái này, đó là gì? Là thị trường tốt, thị trường xấu thôi. Và lại tất nhiên đánh với các xác suất tương ứng theo bài thì thị trường tốt là 70%, tức là 0,7. Nhớ ta đánh đây là 0,7 nha, giống như nó đã thể hiện đấy, nhớ không dùng dấu phẩy nha các em. 0,7 là 70% ở đây là 0,3 là 30%. Vậy khi ta đã định xác suất đúng thì ở đây nó sẽ, khi hồi nãy khi mà ta nó vẫn còn là 0,5 thì em sẽ thấy là gì, ở đây xuất hiện chuyện gì đấy, tức là cái xác suất nó chưa đúng đúng không, người ta là 0,3. Nhưng ta thấy nếu mà theo cách vẽ này thì hai cái phương án còn lại, tức là hai cái thiết bị còn lại ta cũng vẽ giống như vậy à. Vậy ta sẽ sử dụng một cái tính năng là copy và paste trong cái phần mềm này đây, để ta vẽ thể hiện hai cái trạng thái thị trường, bởi vì các cái lựa chọn này đều đều gặp hai trạng thái thị trường cả. Tất nhiên ta cũng chọn ngay cái nút trạng thái, em thấy nút trạng thái này nó chuyển thành hình tròn rồi đúng không? Khi chúng ta vẽ tay cũng vậy, khi đã nút trạng thái em phải vẽ hình tròn nhé, em mà vẽ hình vuông hay hình chữ nhật thì xem như là sai đấy. Rồi ta cũng cần Ctrl Shift T phải không? Khi ta chọn nút trạng thái nè, cần Ctrl Shift T, ta thấy xuất hiện cái gì, một cái chức năng gọi là gì, copy substring, tức là copy cái trạng thái này. Và ta chọn cái copy này đúng không? Vậy thì đó ta ok, ta đã copy và ta đưa vào đây. Và cái phương án này ta cũng cần Ctrl Shift T. Em thấy có chức năng là gì, là pass nè, pass substring. Ta chọn ok, như vậy nó sẽ pass đây. Tất nhiên ta xem thử coi ta có thể pass tiếp giống như ta đã từng làm trong Word hoặc Excel hay không. Để ta bắt đầu chọn ở đây nữa, ta cũng cần Ctrl Shift T ha. Nhưng rõ ràng ta thấy cái tính năng về pass nó đã bị mờ đi. Điều này có nghĩa là copy và pass nó chỉ cho ta làm một lần thôi.
À, ta phải copy lại đúng không? Đi stream ta tập pass pass stream này. Vì vậy so với vẽ tay thì ta vẽ trên máy tính này rẻ hơn và chắc chắn là đẹp hơn. Em thấy là trên máy tính là nó phân bố rất là đều. Vâng. Đấy. Tất nhiên bây giờ sau này thì ta bắt đầu điền các giá trị điều kiện vào. Ta cứ việc điền vào thôi. Vì ở đây ta sẽ thấy tất cả các giá trị đều là mỗi số của ngàn đô la. Do đó trong ở phần đơn vị này nè, phần đơn vị này thì ta sẽ ghi là đơn vị là ngàn đô la. À, điều này giúp cho ta không cần đánh nhiều đúng không? À, đỡ công đánh cho chính cái giá trị điều kiện này. À, ta sẽ đánh đơn vị ở đây là gì? Ngàn đô la đó. À, yên. Tất nhiên là 1.000 thì ta dùng cái dấu phết nhé, dùng cái dấu chấm đây là 1.000 đô la. Vì ta đánh về trong 1.000 đô la, do vậy thì ở đây ta có thể đánh ở sức 100 là gì, ta đánh 300 thôi vì nó là 300.000 mà đúng không? Cái thị trường xấu là bao nhiêu, là trừ 200 lỗ đó. Khi em thấy xong là nó đã tính cho mình rồi, nó được 150.000. Như vậy nó đã tính ra cái giá trị xuất hiện ở cái nút trạng thái này chính là giá trị OV. Như chúng ta đã đề cập về vẽ cây quyết định đó. Ta tiếp tục bỏ các giá trị khác vào. Ở đây là 250 ngàn. Lỗ ở đây là 100.000. Tốt. Đấy. Khi ta chuyển là nó tính liền. Cuối cùng 75, 75.000 phải không? Đối với thị trường 6, ở đây là trừ 18.000. Học lỗ đây. Và em sẽ thấy rằng à, sao đó Phương Thảo? Dạ thầy ơi, hồi nãy lúc em áp cái thẻ vô Excel á thầy, nó báo lỗi 1004 vậy thầy. Bây giờ nó đứng thẻ Excel luôn rồi, em không thao tác được. Cho phép em xin reset lại máy rồi em vô lại cuộc họp nha thầy. Em hiểu cái cách làm rồi thầy. Rồi, bây giờ em cứ khởi động lại đi. Ủa, cái máy em bị sao? Dạ Thầy nhắc lại, thầy đã nói trước là Excel của em là phải được đăng ký nha. Nếu em đang có một cái lằn đỏ trên đây thì cái SI này nhiều khi em cài không được thôi nhé. Rồi em cứ khởi động lại đi nha. dạ. Hồi nãy thầy đã hỏi các em rồi. Ủa em thấy Thanh. Hồi nãy thầy đã hỏi. Hồi nãy thầy đã hỏi em mọi người rồi là đã có cài được hay không mà em lại không có cho ý kiến cho thầy. Bây giờ em lại mới nói em mới cài. Sao vậy? Ừ. Hồi tối em tải rồi nhưng mà em không biết tại sao bây giờ em vô cái nó bị mất nên em phải làm lại từ đầu á thôi. Thầy nhắc lại, mở Excel lên. Sau đó em vào cái folder có chứa file SI. Ta double click vào file SI để tự động nó sẽ cài vào Excel. Đúng không? Nếu Excel ta đã có đăng ký hay là có rắc thì nó sẽ có xuất hiện cái add-in này. Và cái add-in này là gì? Nó sẽ bao gồm những cái nội dung này. Như vậy thì thấy trong cái này luôn có cái tổ hợp phím là Ctrl Shift T. Do đó ta Ctrl Shift T. Em thấy Thanh đã cài được chưa? Và hiện add-in này chưa? Rồi ạ. Rồi. Bây giờ em bắt đầu
Tất nhiên khi đó là tự động nó sẽ ở cái ô đầu tiên. Em làm tới đó chưa? Thanh. rồi ạ. Em ra một cái nhánh để thành ba nhánh như vậy chưa? Rồi, thì bây giờ bắt đầu em vẽ cái trạng thái đi. Em click vào ngay cái nút ở đây, cái hình tam giác chính là giá trị điều kiện. Em click vào cái nút của cái phương án này, phải không? Và em cũng cần con shift thế đi, thì nó sẽ xuất hiện là cái gì? Đổi qua nút trạng thái nè, event, event là cái trạng thái đó, đúng không? À, em chọn và mặc định nó có hai nhánh. Bài của chúng ta là có hai trạng thái là thị trường tốt và xấu. Việc ta cứ ok, ok là xong. À, như vậy thì sẽ xuất hiện ra như vậy ha. Tất nhiên khi đó ta bắt đầu đánh các cái tên của phương án và trạng thái vô, đúng không? À, khi em để ngay cái đây, em bắt đầu đánh tên của phương án vào, đúng không? Tương tự khi em vẽ ra này thì ở cái phần outcome này nè, em bắt đầu đánh trạng thái vào và đánh các cái xác suất tương ứng vào, đúng không? Xong chưa Thanh? Dạ rồi ạ. Sau đó thì em copy thôi, em để đây. Và em là gì? Control Shift T nè. Thì có cái nút copy này, đúng không? Phải chọn copy thì ok. Thì khi đó nó sẽ copy. Xong rồi em để vào trong từng cái phương án, để phương án thứ hai. Và em Control Shift T, đúng không? Thì khi đó là gì? Nó xuất hiện cái nút pass. À, vì ở đây là ta đã có copy rồi, đúng không? Đấy. Thì nó sẽ xuất hiện một cái nút là pass. Nó em pass thì nó sẽ ra. Em cũng copy và em pass cho cái phương án thứ ba. Ta sẽ có một cái hình như vậy. À, sau đó là gì? Ta sẽ đặt cái đơn vị để làm gì? Để khi ta đánh các giá trị điều kiện vô, ta đánh cho nó lệ, đúng không? Em chỉ tốn công đánh một cái quy ước đơn vị này, nhưng sau đó em sẽ đánh cái này đơn giản như vậy. Thời gian đánh tới 300 ngàn, em đánh có 300 thôi. Tương tự, lỗ 200 ngàn, hay là 200 rưỡi nha. Chuyện đó thầy, em không đánh được cái bên phải cái hình tam giác này. Em chỉ đánh được ở Thế dưới là chỗ thôi. này em đánh được chứ. Không thì nó ghi Em để là ngay đây là em đánh vô chứ. Hả? của Chỗ em, này nó là một cái trống mà. ghi của em chỗ đó nó ghi là tổng của cái Đó. ô hai số Không. ô không này. Nó không có là tổng gì cả. Khi mà em bắt đầu để vào, em click bình thường vào, em đánh một con số vào, em không có click chuột phải nha, em click bình thường vào đây thôi và em cứ đánh giá trị vào, đúng không? Thì thầy kể để công thức gì thầy kể nó, em cứ đánh cái, em cứ đánh vào cái công, đánh vào đó thì nó sẽ ra, phải không? Dạ, để em làm rồi. Không quan tâm tới cái hiệu công thức ở trên, thì các em để vào đây, em khai báo đơn vị xong em để đây, em cứ đánh các giá trị vào, đúng không? Tự động nó sẽ tính ra. Vậy. Nhớ nha. Kim Đài thì sao em vào sớm chút xíu nha. Nói như vậy ta ra rồi. Như vậy các em sẽ thấy là gì? Nó sẽ tính cho ta AV, các giá trị AV, và ngay cả ta vẽ cây quyết định cũng vậy. Ta phải ghi giá trị AV ở ngay nút trạng thái. Vâng. Như giá trị AV này, nó sẽ so sánh và nó sẽ chọn giá trị lớn nhất, bởi vì đây là cái doanh thu lợi nhuận mà. Như vậy em thấy nó chọn giá trị 150 và đây số 1, có nghĩa là cái phương án thứ nhất á. Để các em hiểu cách thức vẽ rồi đúng không? Dạ.
Rồi, bây giờ ta thực hành vẽ bài số 4 đi. Vì bài số 3 thì ví dụ nó cũng giống như trong ví dụ của ta, ta vẽ bài số 4 đi. Xem có kết quả như thế nào. Rồi bây giờ các em đã làm xong rồi. Ta sẽ thấy chuyện gì ở đây? Nếu để ý ta thấy chuyện gì ở đây các em? Thế nào là sao? Trình bày kết quả của cái quyết định. Em làm xong rồi thì thầy sẽ để cái màn hình cho em đó, chiếu màn kêu quyết định của mình để các bạn xem.
Em làm xong rồi, 5 phút rồi đấy, xem coi em vẽ xong rồi nha. Lâm tốt vào sớm sớm xíu nghe, tuần sau ta kiểm tra 15 phút rồi đó, những em nào vào, những em nào mà trễ thì xem như là không có cái kiểm tra 15 phút đó nha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy, em xin lỗi thầy ạ. Rồi em nào đã vẽ xong cái kêu quyết định ở bài 4 rồi, đó cho thầy biết tên coi. Thầy thấy có một em hả, Minh Châu à, còn em nào nữa không? À, Phương Vi. Ôi vậy cũng có hai em nữ, không em nào rồi, em nam nào. Xuân Mai cũng là nữ luôn. Không lẽ các em nam ta tính toán ta thao tác lại là thua các bạn nữ sao? Cái này là do thao tác thôi chứ sao. Anh Thư cũng là nữ nữa. Thu Thảo cũng nữ. Ồ, năm em này là nữ ha. Chưa thấy một bạn nam nào hết. Sao vậy? Các em nam có thực hành không? Tại sao mà em không vẽ trên máy tính thì em phải vẽ tay đó. Vẽ em đã thấy rồi đấy. Rồi, các em đi thấy đấy. Vẽ trên máy tính chúng ta là đẹp hơn. Mà nhanh hơn vẽ tay. Rồi em Đức Binh nãy thầy thấy em đã có vào rồi mà. Có phải không? Chuyển từ Em Đức Minh là nãy là bị rớt mạng hay sao vậy? dạ em mới bị ao ra. Hả? Rồi thầy nhắc lại có em nam nào không? Nãy giờ thầy thấy là 6 em ở đây toàn là nữ không. Không có một bạn nam nào hết là sao vậy? Lớp ta nam cũng đâu phải ít đâu. À, cái một em Quốc Phát ha. À, có một bạn nam. Rồi. Bây giờ để thầy coi các em nào đó giờ thầy chưa. Dạ em em Anh Thư này đi. À, Anh Thư thì cả rồi ha. Thôi bây giờ để cho bạn Hương Thảo này đi. Thảo này cũng là Thu Thảo này đi. Rồi em Thu Thảo.
Bây giờ thầy sẽ để em trình bày cái quyết định của em vẽ nha. Rồi trình bày với các bạn đi. Em phát thanh coi thử coi bạn mình có em có giống bạn mình không nhé. Dạ thầy thấy màn hình con chiếu chưa thầy? Thấy thấy rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy em có thể thu nhỏ lại chút xíu không? Về cái tỷ lệ để cho các bạn thấy toàn bộ. Ok. Vậy ta thấy về hình dạng là bạn Thu Thảo đã vẽ đúng rồi đúng không? Khi ta kiểm tra là gì? Ta kiểm tra số lượng phương án có vẻ đúng không? Có bị thiếu không? Tên các phương án đã có đặt chưa? Bạn Thu Thảo đã đặt tên các phương án và các trạng thái có được thể hiện đúng không? Đúng ở đây là gì? Đó là các cái nút trạng thái nó phải thành tròn đúng không? Và phải có tên các trạng thái cùng với các xác suất tương ứng. Bạn Thu Thảo đã đầy đủ hết. Vì vậy khi ta bỏ vào đây, ta bỏ các giá trị điều kiện vào đó em Thu Thảo, ta kéo lên trên coi chút xíu coi là như em đang thiếu cái gì hồi nãy mà thầy có ghi đó. Em Thu Thảo có tự nhận thấy không, em đang thiếu cái gì hồi nãy thầy có ghi đó. Nào bạn Thu Thảo suy nghĩ chút xíu coi em đang thiếu cái gì trong cái hình của em này, về mặt thể hiện em đang thiếu cái gì. Chắc thiếu đơn vị thôi. Đúng rồi, thiếu đơn vị. Em ghi cái con số đó người ta biết đó là cái gì. Nó phải đơn vị. Đơn vị đây rõ ràng. Trong bài tập người ta cũng ghi rõ ràng theo cái đơn vị đó là ngàn đô la. Ta cũng phải đơn vị, ghi đơn vị là ngàn đô la. Như vậy thì khi đó nó mới gọi là đủ. Đúng không? Đây. Nhưng bây giờ em ghi đơn vị đi mà em sẽ thấy là cái kết quả quả này sao nó lại khác với kỳ ta làm nhỉ? Em còn nhớ kết quả kỳ ta làm không? Khi mà kết Dạ quả của nhớ. ta ở cái bài 4 này, ta chọn là gì? Là thuê ngoài đó đúng không? Thuê ngoài vì sao? Bởi vì nó có chi phí thấp nhất. Nhưng ở đây thì rõ ràng là nó lại lựa chọn theo cái cao nhất. À, do đó ta phải lưu ý đối với tri ben này, mặc định của nó là maximize. Do vậy, rồi, cảm ơn Thu Thảo nha. Về vẽ là em vẽ đúng rồi đây. Em bỏ các giá trị vô cũng tương ứng rồi ha. Thế thì thầy sẽ chiếu lại về cái chuyện này. Đúng không? Vậy khi mà em thấy khi mà ta vẽ một cái mới này thì ta phải, nếu chúng ta là gì, là chi phí, tức là ta minimize như vậy khi ta click vào đây nè, ta Ctrl Shift T, em sẽ thấy ngoài hồi nãy ta nói thêm vào một cái nhánh thì ở đây nó còn có gì, cái option, tức là cái lựa chọn nè đúng không. Đấy, em sẽ thấy là cái nút quyết định này, lựa chọn của nút quyết định này, mặc định đó là maximize, tức là profit. Ta phải chuyển qua minimize là cost, đúng không? Vậy khi ta ok rồi đó, nó bắt đầu nhớ rồi. Nó nhớ là bây giờ là phải tính theo chi phí rồi, đúng không? Thì đó thì ta mới bắt đầu vẽ như cái đó, đúng không? Ta mới thêm một cái nhánh vào, vân vân, đúng không? Đấy. Như vậy thì khi đó cái lựa chọn cuối cùng của nó mới chính là cái phương án 2 nè, đúng không? À. Thì ở đây là chúng ta thấy là có ba cái, ta phải chuyển qua ba đúng không, và đặt tên cho các cái trạng thái này đúng không. Người ta sẽ có là gì, lực lượng hiện hữu đó. Đó.
Ở đây là gì nhỉ? Đây là thuê ngoài phải không? Cái đó là Cuối cùng là gì? Và kết hợp cả cái đó hai là phải không? nhu cầu cao, nhu cầu trung bình mà thầy. À quên quên thầy riết Dạ. rồi, đây là trạng thái mà đúng không? Cái này là nhu cầu cao nè, phải không? Nhu cầu trung bình nè, nhu cầu thấp, đúng không em? Đúng Dạ. rồi, cảm ơn em nha. Ở đây tao mới là lực lượng hiện hữu nè, phải không? Và gì nữa? Thuê Bên ngoài. ngoài, phải không? Bên ngoài. Đúng không? Và tao sẽ có gì kết hợp cả hai, đúng không? Để tất nhiên ở đây thì ta phải đánh các cái xác suất cho đúng, đúng không? Ở đây là yêu cầu cao là 0.2, trung bình là 0.5 và cuối cùng là 0.3, đúng không? Khi ta đánh đúng ở đây rồi thì ta mới bắt đầu copy và pass được nha. Chứ nếu không thôi ta chưa đánh cái này thì ta copy và ta pass đây thì ta mất công ta đánh lại dưới này. Đấy, đó lý do vì sao mà chúng ta phải hoàn thiện hết cái này. Khi khi đó ta mới bắt đầu copy. Em thấy là đấy, copy và paste lại hơn nhiều ta vẽ phải không? Em vẽ một cái nhánh này em điền hết những cái này đi, nó cũng tốn thời gian. Đấy. Copy và ta paste tiếp, đúng không? Và giống như nãy thầy nói đây nó phải có đơn vị. Đơn vị là gì? Đơn vị ở đây là ngàn đô la đó, đó. À, như vậy và có 1.000 đô la. Ở đây là gì? 650. Sáu trăm năm mươi đúng không? Gì nữa? Sáu trăm năm mươi 650. không? Và cuối cùng là 600 nè. Vì em thấy là nó sẽ tính liền ha. À 635 đúng không? Ở đây ta có là 900 nè. Đây là 600 và 300. Tính liền cho ta. Ở đây là gì? Ở đây là 800. Sáu trăm năm mươi cuối cùng là gì, là 500 thôi. Vậy khi đó đấy, vì là ta đã yêu cầu nó là minimize, do đó nó sẽ chọn trong ba giá trị thì giá trị nào nhỏ nhất thì đó chính là thuê ngoài, và số 2 tức là phương án thứ hai. Như vậy khi em làm bài 15 phút đấy, thì sao chúng ta sẽ làm 15 phút đấy, sẽ làm ngay trên Firework, và như vậy thì em sẽ phải dán cái hình này, dán cái này vào trong cái file Word đúng không? Như vậy khi ta cái này xong thì ta thấy là ta có thể làm cho nó nhỏ lại bằng cách gì, là ta bỏ những cái hàng mà nó không chứa các con số. Thì ta thấy ví dụ như ở đây không dòng như cái dòng á, đấy ví dụ như đây ta có thể bỏ không, đâu có chứa con số nào đâu, đấy cho nó gọn lên một cái ha. Đây cũng vậy ta bỏ đúng không, gọn rồi. Rồi. Sau đó là gì? Ta sẽ copy. Đó. Cũng như ở đây ta có thể đánh, ví dụ như đây là bài tập 4 gì đó, phải không? À, bài tập 4. Rồi. Đây. Sau đó là gì? Ta sẽ chọn. Như vậy khi mà ta dán vào cái file Word này nè, để các em thấy cái file Word không, khi ta dán vào nếu em bình
Thường Ctrl C, em Ctrl V và chuyển vị trí ha. nhảy số không? Em thấy nó chiếm một cái diện tích rất lớn, có phải không? À, thậm chí là các cái chữ này nó không có chính xác nữa, cái hình chúng ta nó hết đẹp rồi. Mà đúng không? Không còn đúng nữa. Thế thì ta không dùng cái cách thức bình thường Ctrl V, mà khi đó em click chuột phải nè. Em thấy có nhiều cái hình thức pass đúng không? Em hãy pass nó là thành một cái picture đi. Đấy, em thấy đẹp không? Vì đó là picture, một cái hình. Do vậy thì em có thể là gì? Thu nhỏ kích thước nó lại, nó tùy em vẫn đọc được. À, còn mất. Đó. Đây. Hoặc là em có thể cho nó mở rộng ra để mà hết cái trang này cũng được, không sao cả. Đó là cái cách thức mà chúng ta đưa cái hình về cái kết quả của tri plan vào trong bài làm. Đó. Chúng tôi lúc trước có em nói thầy ở xem bắt qua thì nó không còn là cái hình nữa, nó bị biến dạng thì đúng. Đấy, vừa rồi nếu chúng ta dùng hình trên V nó sẽ bị biến dạng. Đấy, nếu ta pass nó với như là một cái hình thì chắc chắn nó là một cái bức tranh mà, thì nó không thể nào biến dạng được. À. Rồi, đó là cách thức để mà tuần sau chúng ta sẽ làm kiểm tra 15 phút chương 3 này nhá. Và tất cả những gì chúng ta đề cập ở chương 3 này sẽ có thể xuất hiện trong bài kiểm tra 15 phút ở tuần sau. Mà sẽ có cái việc là cây quyết định rồi đấy. Như vậy các em phải thì khuyên các em nên sử dụng cái tree plan này để các em vẽ thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Một số em nói thì em vẽ trên cái tờ giấy, em chụp hình rồi em gắn vào và làm được thôi, nhưng rõ ràng em vẽ xét về mặt cân đối sẽ không đẹp bằng cái này, đúng không? Rồi em chụp hình nữa làm sao nó rõ bằng cái hình mà ta vẽ, là ta dán vào như vậy. Tất nhiên những em nào mà xài MacBook có thể có gặp khó khăn, bởi vì cái phần mềm này không có sử dụng trên MacBook được, thì đôi khi em phải chịu cái tình trạng đó thôi. Đó là cái chuyện đó là bất khả kháng rồi ha. Rồi, đó liên quan tới phần mềm tree plan. Vậy chúng ta đã biết cách thức vẽ và những cái lưu ý của nó. Được không em? Em vẽ được rồi phải không? Hôm trước là thầy nói là chúng ta về chúng ta làm thử bài 12 nè. Đây. Lật bài 12 ra. Bài tập chương 3 này lật bài số 12 ra, cả tất cả chúng ta đều có bài số 12 rồi, các em dùng phần mềm tri ten em vẽ bài số 12 đi. Như vậy bài số 12 chính là một cây quyết định phức tạp, bởi vì cái quyết định, kết quả của một quyết định sẽ là đưa tới một cái quyết định kế tiếp. Đó. À, tức là ở đây là kết quả của một trạng thái, nó sẽ đưa tới một cái cây, một cái quyết định kế tiếp.
Em Phương Thảo viết xong rồi à? Ồ, lẽ thế. Chào một số bạn đó nha. Minh Châu cũng xong rồi ha. Chào thử coi có bạn nam nào nữa không? Hình như trong việc cái vẽ cái quyết định này thấy các bạn nữ hay là kỹ năng sử dụng máy tính của mấy bạn đó tốt hơn hả? Thầy chắc không nghĩ chuyện đó đâu. Nhưng mà rõ ràng những cái việc vẽ này là cái kỹ năng chúng ta sử dụng máy tính không học phải không? Có phải nói em Phương Thảo xong rồi này không? Dạ không, chứ thầy kêu về làm em tính sẵn rồi giờ nhập số lên. Không, thầy đang nói vẽ dùng cái tree plan đó. Dạ vẽ rồi. Em vẽ tree plan xong chưa? Dạ rồi ạ. Ồ, mẹ thế. Rồi, chờ chút xíu của các bạn nam nào không nha. Hồi nãy là bạn nữ, bây giờ là thầy ưu tiên cho bạn nam cái bài toán này đi. Ta sẽ học thêm được về cái vẽ cái quyết định này ha. Phải chờ thêm 5 phút của các bạn nam. Chỉ có hai em nữ này thôi. Mình chào cô Phương Thảo thôi. Có em nam nào thêm chưa? Cũng là một em nữ nữa anh tự mà.
À, có một bạn nam, bạn Nhân Nghĩa, đúng không? Dạ. Được rồi ha, em vẽ xong rồi đúng không? Dạ em vẽ xong Như rồi. vậy bây giờ thầy có thể mời em trình bày, đúng không? Và các bạn nữ mà đã làm xong đó thì cũng sao hỏi ý kiến ra, nếu em khi em trình bày thì có vấn đề gì thì thầy sẽ đề nghị các bạn nữ có cái nhận xét. Rồi, trình bày đi Nghĩa. Dạ. Dạ thầy thấy chưa? Chưa. Thấy chưa? Rồi, thấy rồi em. Dạ. Rồi, như vậy thì nhận xét chung. Thứ nhất là cái của em là đã thể hiện đủ các cái phương án đúng không? Ở đầu tiên ta sẽ thấy có hai phương án là mua căn hộ và mua đất, thì từ cái nút quyết định ra hai cái phương án là đủ. Và khi đó với một cách thức hành động ở phương án đó thì luôn luôn sẽ có hai trạng thái là dân số tăng và không tăng, thì đúng không? Đúng không? À, như vậy ở mỗi cái hành động thì ta sẽ thấy xuất hiện hai trạng thái dân số tăng và không tăng kèm theo các xác suất, thì vậy là đúng rồi đấy. Sau đó thì là chuyện gì xảy ra, là em đang ghi các giá trị điều kiện đúng không? Dạ Rồi đúng giải thích các việc thể hiện các giá trị điều kiện đi Nghĩa. thầy, là ở cái quyết định mua căn hộ thì có hai trường hợp là dân số tăng và dân số không tăng. Thì nếu dân số tăng thì ông sẽ bán lại cái căn hộ này và thu về là 2 tỷ. Ở đây thì cái đơn vị em chuyển sang hết là tỷ cho anh thống nhất với thầy. Còn ở cái dân số không tăng thì lúc này ông chỉ bán được có 900 triệu thôi, là 0,9 tỷ. Đây là thuộc thuộc về chi nhánh là mua căn hộ. Còn mà xuống đây thì là nhánh mua đất. Thì ông mua đất thì ông ấy tốn hết 400 triệu. Thì ở đây khi đó thì sẽ xảy ra hai trường hợp là dân số tăng là 0,6, dân số không tăng là 0,4. Ở dân số tăng thì ông có hai quyết định là bán đất để mà thu về 600 triệu là 0,6 tỷ, 0,6 tỷ. Còn cái quyết định thứ hai là xây biệt thự. Thì ở cái quyết định thứ hai này thì sẽ có lại chia thành hai trường hợp nữa. Khi mà xây biệt thự xong, nếu mà sau 1 năm dân số tăng thì ông ấy bán, ông ấy sẽ thu về được 4 tỷ. Còn nếu cái dân số tăng này thì có tỷ lệ là 0,8, còn trường hợp mà dân số không tăng là 0,2 thì ông ấy chỉ bán và thu lại được 2 tỷ thôi. Nó sẽ hòa vốn với lại số tiền ông ấy bỏ ra nó xây biệt thự là 2 tỷ. Còn cái nhánh nhánh dưới đây là dân số không tăng của cái quyết định mua đất. Ở đây thì sẽ chia thành hai cái quyết định nữa là bán đất hoặc là xây nhà kho. Nếu mà ông ấy bán đất thì ông ấy sẽ thu về ngay lập tức là 350 triệu, tức là 0,35 tỷ. Còn nếu không thì ông ấy sẽ xây nhà kho. Thì ở cái xây nhà kho này sẽ có hai cái trường hợp nữa xảy ra, đó là dân số tăng là 0,7 và dân số không tăng 0,3. Ở cái dân số tăng thì ông ấy sẽ bán nhà kho này và thu được 2,3 tỷ. Còn ở trường hợp dân số không tăng thì ông ấy bán nhà kho chỉ thu được 1,2 tỷ thôi. Rồi, cảm ơn Nghĩa. Các bạn nữ có nhận xét gì như vậy thì rốt cuộc thì quyết định của ông ấy là gì? Chắc chắn là đâu rồi, sao tự nhiên em tắt vậy Nghĩa? Để đó, để các bạn nữ người ta nhìn, người ta góp ý cho em. Bây giờ chắc chắn là theo như của em đó là sẽ là mua đất đúng không? Giá trị cuối cùng là 2 tỷ mấy đúng không? Thì không thấy nhỏ số.
mà hơn 2 tỷ đúng không? 2 Rồi Phương Thảo ý kiến gì? Phương dạ, Thảo. Em làm khác bạn hài đêm chứ. Đâu không, bây giờ em nhận xét của bạn. Thứ nhất là về cái hình dạng thì là đúng rồi đúng không? Dạ. Về hình dạng thể hiện các cái phương án và trạng thái là đúng rồi đúng không? Dạ. Có khi nào là cái nút phương án lại là thể hiện là trạng thái và ngược lại không? Đúng rồi phải không? Nhưng về giá trị thì có chuyện gì em khác với bạn? Đó, em nói nhận xét coi. Dạ, cái giá trị cái giá trị của bạn không có trừ cho cái số tiền bỏ ra ban đầu á, em tính cái lợi nhuận thôi à. Bạn chỉ à đúng thôi. Dạ. Đúng rồi, cảm ơn Thảo, có phải không? Em nghĩ em đã quên rằng khi mà ông ta bán đó thì thật sự em phải trừ cho cái đầu tư ban đầu chứ, cái đó là cái đúng không? Dạ. Thì cái đó mới gọi là lợi nhuận, và những gì ông ta thu lại đó chính là cái lợi nhuận do hoạt động đầu tư địa ốc này, chứ đâu phải là cái doanh thu do đầu tư địa ốc. Yeah. Thì trong thực tế khi em đầu tư địa ốc thì em cũng là tính như vậy đúng không? Vì em mua cái miếng đất 1 tỷ, em bán được 1,5 tỷ thì em thấy em thu được 500 chứ đâu phải em thu được 1,5 tỷ đâu. Đây, đó là cái nhầm lẫn của em và cũng là nhầm lẫn của không ít sinh viên khi giải bài này. Nhưng mà xét về hình dạng thì như ta, lúc đầu thì nói là việc em phân bố này là hợp lý, ngay cả những em nào mà vẽ bằng tay cũng vậy, ta phải lưu ý không? Vì em hãy tưởng tượng một cái thể hiện cái file Excel này là giống như một cái tờ giấy của em vậy đó. Phải không? Như vậy khi em thể hiện đó, nếu em không quan sát ban đầu mà em để cái nhánh mua đất ở trên thì em sẽ không còn cái khoảng trống để em vẽ tiếp nữa. Đúng không? Nhưng mà bạn nghĩa này thì đúng, để cái mua căn hộ ở trên, cái mua căn hộ là cái các cái nhánh đó nó rất ít đúng không, nó chỉ đưa ra tới cái quyết định đó thôi. Nhưng mua đất thì có những quyết định liên quan tới cái trạng thái ở tương lai. Đây. Rồi như vậy giờ em nghĩa sẽ để bạn Thảo sẽ thể hiện cái chi phí ha, để ta ra có kết quả cuối cùng là thế nào. Dạ. Kết quả cuối cùng chắc chắn không phải là hơn 2 tỷ như em nghĩa đâu, bởi vì rõ ràng phải từ những